Hai mọi người, thì trong video này em có hai cây Shinowa 350 nha. Nghe kỹ rồi mua nha mọi người. Cái thứ hai nữa là mình mua hàng thì mình đọc cái phần mô tả, nó có cách thức mua bán. Có cách thức mua bán mà đọc kỹ, tránh sau này mình thắc mắc là mình kiện tụng này kia nha mọi người. Hàng em bán là đều là máy chưa dọn. Hàng nào dọn rồi á thì lúc đó em sẽ nói là máy đã dọn rồi, còn đa số hàng bẩn như thế này đều là chưa dọn hết nha. Hàng nghĩa là về sau mình bán vậy luôn. Đây một cây 350 nha, lắm chuột nha mọi người. Rồi, thấy lá tinh của nó thì mọi người hiểu rồi chứ. Xích với lá tinh lam của nó thì lam nó chắc 5 tấc, 5 tấc rưỡi á. Mặt tiền. Được cho mọi người. Cái này vệ sinh đã ổn áp lắm. Này nó không bị ấy ra, nó nghĩa là nó bọc cái miếng kho ga đó, này được bóp ga đó, vậy thôi. Đó. Wow, cái làm lên tinh ốp lam này, nó cái chỗ này có cái cục cao su ngay chỗ này này, nó xuất cái cục cao su ha. Về lấy cái cục cao su gắn vô, cao su đầy mà mọi người. Cao su này nó có bán mới luôn á, 5.000 cục ra. Cao su này này đẹp lắm, này khá là đẹp. Chế One Pro Zin đẹp, quá đẹp. Shinowa là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật. Ê mọi người, đây đây đây, mới thấy cái này, cái này này, cái này là như cái miếng này không? Không phải. Kéo hơi thử nha mọi người. Ôi, cây này để cho anh em giá hiệu nghị còn rất đẹp nha mọi người. Đâu, cây này để cho hai triệu tám nha. Đó, cây này để cho 2.8 triệu, chưa dọn nha. Máy là cơ bản là đủ đồ chính, chế đồ này kia đâu còn, làm chuột xịt dày, bộ làm xích đi đâu rất là vip đó. Rồi này còn cái này nữa này, 350 này là nó không phải gãy nha, này chỉ là bọc bằng keo để cho nó cầm nó êm. Ủa, nó trắng tinh rồi mọi người. Ủa, con này đẹp phải chứ, làm chuột nha mọi người, làm chuột, làm chuột của Shinowa luôn nha. Lam này là lam Shinowa mọi người thấy đấy, này khá là đẹp, ốp lam đẹp, lam Shinowa xích còn dài nha mọi người. 350 nha, E350 AV. Chế zin ha. Nói chung hàng đây về thì mấy cây Shinowa 350 đâu về thì thường hơi nó ngon cực kỳ. Mà nói chung dòng Shinowa này nó hơi nó rất là bền. Kéo hơi thử ha. Hơi rất là nền. Đây. Cái này để cho người 2.9 triệu nha. Này, cái này để cho 2.9 triệu. Giờ tại cái này nó còn cái miếng trắng ở trước, cái này nó không có miếng trắng. 2.9 triệu rồi, không báo ship nha mọi người, máy chưa dọn, nó cơ bản là đủ đồ chính. Anh em mua thì chuyển khoản giúp em nha, không ship code nha, không tu hộ, mua chuyển hết tiền hàng nha mọi người. Hai cây okay.